Chào mừng các em đến với kênh Thùy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em toán lớp 9 sách chân trời sáng tạo. Chúng xem bài giảng Thùy Liêm với các em khá dễ hiểu. Các em xong thích và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 1 chương 5 tiết số 4 trang 82. Giờ tiết số 4 mình sẽ làm bài tập còn lại. Câu số 5 cho hai đường tròn tâm O bán kính là 200m và đường tròn tâm A bán kính là 200m cắt nhau tại C và D. Điểm A sẽ nằm trên đường tròn tâm O như hình số 20. Các em quan sát hình số 20. Ở đây mình có đường tròn tâm O và đường tròn tâm A đều là bán kính là 2 cm. Như vậy có nghĩa là OA sẽ bằng 2 cm nhé. Câu A mình sẽ vẽ đường tròn tâm C bán kính cũng là 2 cm. Mình thấy là điểm C này sẽ là điểm giao cắt, là giao điểm của hai đường tròn này. Như vậy có nghĩa là CO và CE đều bằng 2 cm. Được này. Như vậy trước hết các em vẽ hình như sau. Các em vẽ là hai hình tròn này. Giờ xác định tâm A bán kính 2 cm. Các em vẽ một đường tròn nữa. Hai đường tròn đó sẽ đi qua hai điểm O và A luôn. Được này. Câu B người ta hỏi đường tròn tâm C bán kính 2 cm có đi qua O và A hay không? Thì mình thấy là có. Đúng này. Như câu B mình trả lời như sao? Các em vẽ hình xong các em trả lời câu B như sao? Quy điểm C là giao điểm. Có hai đường tròn. Tâm O bán kính 2 cm. Và đường tròn tâm A bán kính cũng là 2 cm. Nên mình kết luận là nên điểm C nằm trên cả hai đường tròn. Do đó, OC sẽ bằng 2 cm và CE cũng bằng 2 cm. Đúng rồi. CE hai điểm O và A cùng nằm trên đường tròn tâm C luôn. Đúng rồi. Tâm C bán kính là 2 cm. Như các em kết luận là vậy. Đường tròn tâm C bán kính 2 cm sẽ đi qua O và A. Giờ như là mình xong câu số 5 nha. Câu số 5 kem hiệu bài. Kem xong khích video hẹn kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 6. Câu số 6 cho hai đường tròn tâm A bán kính 6 cm. Chính là đường tròn bên trái nhé. Và đường tròn tâm B bán kính 4 cm là đường tròn bên phải. Cắt nhau tại hai điểm C và D. Có nghĩa là AC bằng AD bằng 6 cm, BC bằng BD sẽ bằng 4 cm. Đúng không? Người ta cho AB bằng 8 cm, gọi KY lần lượt là giao điểm của hai đường tròn đã cho cắt với đoạn thẳng AB hình số 21. Như vậy là Y là giao điểm của đường tròn tâm B bán kính 4 và cắt tại giao điểm của đường tròn tâm B với LAB. K là giao điểm của đường tròn tâm A với LAB.
Câu A mà tính độ dài của đoạn CA thì mình thấy là CA sẽ bằng 6 cm, CB thì bằng 4 cm. Câu này các em sẽ làm như sau: AC và D chính là bán kính của đường tròn tâm A thì có nghĩa là 6 cm, đúng không? Như câu A các em trả lời sao? Vì hai đường tròn tâm A bán kính là 6 cm và đường tròn tâm B bán kính là 4 cm cách nhau tại C và D, nên C và D cùng nằm trên hai đường tròn. Chừng đó, đúng. Do đó mình kết luận là AC sẽ bằng AD bằng 6 cm và PC sẽ bằng BD bằng 4 cm, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ làm copy. Như là AC chính là CA, BC chính là CP. AD hoặc là các em để giống đây cũng được. AC hay CA hay AC đều giống nhau không nha, được nè. Câu B là điểm B có phải là trung điểm của đoạn AP hay không? Như là thấy mình thấy là Y sẽ là hộ đường tròn tâm B bán kính là 4 cm, có nghĩa là BI sau 4 cm, đúng không? Như của B các em trả lời sao? Giờ Y là giao điểm của đường tròn tâm B bán kính là 4 cm với đoạn thẳng AP nên mình kết luận là Y nằm giữa hai điểm A và B. Và điểm B nằm trên đường tròn tâm B bán kính 4 cm. Do đó BI sẽ bằng 4 cm, đúng không? Giờ mình thấy là điểm Y nằm hay giữa hai điểm A và B nên mình có là AI cộng cho IB sẽ bằng AP, đúng không? Vì Y nằm giữa hai điểm A và B nên ta có AI cộng cho IP sẽ bằng AP CE. AI sẽ bằng, mình sẽ lấy AB trừ cho IP, AB đề bài cho sẽ là 8, còn IP là 4, 8 trừ 4 thì bằng 4 cm. Ở đây mình thấy Y nằm giữa AP và mình thấy là AI sẽ bằng IP, có nghĩa Y là trung điểm của AP, đúng không? Ta có Y nằm giữa hai điểm A và B và
AI sẽ bằng IP, nên kết luận là Y là trung điểm của đồng hạng AP. Giờ như là mình xong câu A, câu B mình sẽ làm tiếp câu C. Câu C người ta kêu mình tính độ dày đoạn IKEA. Như vậy ở đây mình thấy là AK sẽ là bán kính của đường tròn tâm A, như vậy là AK bằng 6 nha. Giờ AI mình tính được 4, lấy 6 chia 4 được 2, như là IK bằng 2 cm. Được này. Như vậy câu C kem trả lời sai. Giao K là giao điểm của đường tròn tâm A. Bán kính sẽ là 6 cm. Được này. Với đồng hạng AP. Nên K nằm trên đường tròn tâm A. Tâm A bán kính 6 cm. Đúng này. Do đó mình kết luận sẽ là AK bằng 6 cm. Giờ mình thấy là Y nằm giữa A hoặc K, đúng này. Vậy Y nằm giữa A và K nên ta có AI cộng cho IK sẽ bằng AK, CE IK bằng mình sẽ lấy AK trừ cho AI. Giờ AK bằng 6 trừ cho AI là 4, 6 trừ 4 bằng 2, đơn vị là cm. Như mình tính được là IK sẽ bằng 2 cm, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 6, câu số 6 các em hiểu bài, cái xong click video thì các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 7. Câu số 7 người ta kêu mình xác định vị trí tương đối có đường tròn tâm O bán kính R và đường tròn tâm O phải bán kính R phải trong mọi trường hợp sau. Mình sẽ quan sát câu A. Thì mình thấy là O phải là 18, R là 10, R phải là 16. Mình thấy là R cộng R phải là 16 bé hơn 18. Có nghĩa là O phải sẽ lớn hơn R cộng R phải, có nghĩa là hai đường tròn này sẽ nằm ngoài nha. Đúng này. Như vậy ta có 18 sẽ lớn hơn 10 cộng 6. Nên mình kết luận là O phải sẽ lớn hơn R cộng R phải.
C. Hai đường tròn. Tâm ô. Bán kính R. Qua đường tròn tâm ô phẩy. Bán kính R phẩy. Ở ngoài nha. Đúng này. Có nghĩa là không có chứ. Ở ngoài nhau có nghĩa là không cắt nhau. Mình sẽ quan sát câu B, ô phải là 2, R là 9, R phải là 3. Mình thấy là 9 trừ 3 bằng 6. Mình thấy là ô phải sẽ bé hơn R trừ R phải luôn. Đúng này. Như vậy có nghĩa là đường tròn tâm ô bán kính R sẽ chứa cái đường tròn tâm ô phải bán kính R phải. Đúng này. Ta có 2 sẽ bé hơn 9 trừ 3. Có nghĩa là O phải sẽ bé hơn R trừ R phải luôn. C. Hai đường tròn này. C ra đường tròn. Đường tròn tâm O bán kính R sẽ được đường tròn tâm O phải bán kính R phải. Đúng không? Tiếp theo mình sẽ làm câu C. O phải là 13, R là 8, R phải là 5. Mình thấy là 8 cộng 5 13. O phải bằng R cộng R phải. Như vậy là hai đường tròn này sẽ tiếp xúc với nhau. Đúng không? Tiếp xúc ngoài nha. Hai đường tròn tiếp xúc ngoài với nhau. Ta có 10 xa 3 sẽ bằng 8. 13 sẽ bằng 8 cộng 5. Nên một kết luận là O phải sẽ bằng R cộng R phải. C. Hai đường tròn tiếp xúc ngoài. Tiếp xúc ngoài với nhau, đúng không? Tiếp theo là câu đi. Mình thấy là O phải bằng 17, R là 15, R phải là 4. Mình thấy là 17 sẽ bé hơn 15 cộng 4. Có nghĩa hai đường tròn này sẽ cắt nhau, đúng không? O phải sẽ bé hơn R cộng R phải và lớn hơn R trừ R phải. Nên hai đường tròn này sẽ cắt nhau nhé. Ta có 15 trừ 4 thì bằng 13 sẽ bé hơn 17. Qua 17 sẽ bé hơn 15 cộng 4. Nên R trừ R phải sẽ bé hơn OO phải. Qua bé hơn R cộng R phải. Như có nghĩa là hai đường tròn này sẽ cắt nhau. Cắt nha. Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu số 7 nha. Câu số 7 các em hiểu bài. Cái xong khích video hẹp các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng gì thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm.
Thì chúc các em học tốt, tạm biệt kém nha.